đã hình thành những cái tổ chức để có thể giúp cho mọi người, mọi thành phần dân Chúa, từ linh mục, từ các tu sĩ, từ giáo dân, để có thể sống với Chúa, đào sâu đức tin và có thể tăng thêm cái tinh thần tông đồ. Vậy thì xin mọi người thành tâm thiện chí muốn tìm Chúa và muốn phục vụ Chúa thì có dịp thì ghé qua cái ngôi nhà này để sống thân tình với Chúa và để tìm hiểu ý Chúa và để sắp xếp cái cuộc sống của mình theo cái ý Chúa. Và xin kính chào tất cả mọi người và mời mọi người cùng với chúng tôi để phục vụ Chúa, phục vụ anh em.